Em đó là mình phải spend time vào cái massage. Ok, tại vì khi mà quý đi làm foot massage đó là quý cũng rất là muốn là họ massage dưới cái lòng bàn chân Đúng rồi. và bóp cái chân mình cho thiệt là đã. Thì tất cả những người thợ nail đó là quý khuyên là nên spend bỏ nhiều thời gian vào cái foot massage, là khách hàng nó sẽ comeback cái tiệm đó để hưởng cái foot massage đó. Thì mình massage bằng dầu. Ok, này là dầu, này cũng là dầu từ đậu nành. Có nhiều người đem massage bằng lotion, tại vì cái lotion là nó là water based, cho nên khi mà mình massage một hồi đó Nó thì cái thấm lotion ra nó hết, nó khô, khô, thì cái tay mình không có move freely Đúng được, rồi. và khách nó cảm thấy rít, nó không khó chịu, cho nên mình phải dùng dầu và cũng là bốn giọt. Ok, và nó là dầu với dầu, cho nên mình chỉ cần lắc là nó tan hòa, và mình bỏ lên tay trước làm cho nó ấm cái dầu rồi mới vuốt lên cái chân của khách hàng. Không được lấy dầu này mà đổ lên cho khách hàng, tại vì nó lạnh, chân của khách hàng sẽ khó chịu. Okay. Thì again mình spend time rất là nhiều vào cái foot massage và massage cái chân, và sau đó lấy khăn ấm chùi cái dầu đi, lau khô, lau sạch cái dầu, và mình step cuối cùng của mình là moisturize với cái lotion. Thì cái lotion này mình bỏ khoảng 2-3 giọt Để tạo cái vào mùi đó phải râu, không? đúng, và nếu mình muốn mát cái chân khách hàng sau khi họ họ rời khỏi tiệm thì mình bỏ thêm khoảng 2 giọt peppermint nữa là rất là mát. Và quý vị biết không, cái chưa cái cách làm này thì nếu mà mình biết kết hợp với nhau thì cũng rất là nhanh. Chẳng hạn như là cái trong khi mình bỏ cái mask lên trên chân thì mình sẽ cắt da cho khách hàng, hay là dụa móng chân, hoặc là làm những cái động tác đó lúc mà cái mask đợi cho nó observe vào cái Đúng chân, vậy, đúng không cơ? thì mình save cái time của mình là mình dồn vào cái foot massage nhiều hơn. Rồi ngoài ra cái dầu massage đó đó, Hồng Sâm có thể chia sẻ cho quý vị thêm một cái mánh rất là hay, để mà thay vì mình cũng tiết kiệm thời gian, tại vì thời gian là tiền bạc hết, thì dầu đó quý vị có thể bỏ trong một cái chai, mà trong cái chai đó nó có cái đồ gọi là warmer, mình có thể giữ nóng bất cứ lúc nào, cứ giữ nóng cái chai dầu đó, và khi nào mà mình làm mình chỉ việc rót ra thì nó đã ấm rồi. Thì lúc đó thì cái cảm giác của người khách mà được cái dầu bỏ lên chân thì rất là pamper, thì đó là một trong những cái key để mà mình lấy tiền của khách hàng được. Sao Hồng Sâm rành dữ vậy? Anh biết không, anh là nail 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 hồi xưa lúc mà em đi học em cũng có làm nail. Và nói chung về cái ngành đẹp này thì bất cứ một cái gì trong ngành đẹp em cũng đã từng đi qua, cho nên đối với em và em cũng là một trong những cái special về cái herbal, cho nên đợi về em biết rành về cái đó hơn, chứ không phải là từ anh Mỹ trả tiền em nói đâu ạ. Cái herbal này nó hay một cái nữa, đó là anh chị em không có bị ứ động về cái inventory, tức là về cái hàng hóa tồn kho. Thì mình muốn pha mùi nào thì mình có thể pha mùi đó. Có nhiều tiệm đó họ có thể một cái tuần này thì họ introduce cái rose không, thì họ làm cái special of the week là rose pedicure, thì họ pha trong một cái batch to, họ có ra ngoài chợ mà restaurant supply đó, họ mua cái máy mà mix làm bánh đó, thì họ pha một cái batch lớn ở nhà, thì họ bỏ vào cái hũ sách ra tiệm, họ xài đúng một tuần lễ, rồi tuần hôm sau thì họ xài lavender, thì cũng được, như vậy cũng được nữa. Nhưng mà quý thấy cái này thì hay hơn, cái này giống như là cái chương trình của thuốc bắc vậy đó. Thì khi mà người khách tới đó họ chuẩn bệnh, thì sau khi họ mình chuẩn bệnh họ xong thì mình lại mình hút thuốc, thì cái chương trình là như vậy. Và cái này là cái design của công ty, quý thấy rất là rẻ tiền mà giúp anh chị em có thể tăng giá trong cái nail của mình được. Đúng rồi, từ nhưng vì mà nó như thế này nè Hồng Sâm, mà cho Mỹ ngắt lời ở đây, như hồi nãy Mỹ nói gì đó là mình cần cái sự thay đổi, yes we change. Thì thay vì nếu mà trường hợp mà mình có những cái sản phẩm herbal product này rồi á, thì khi mình làm á là mình đừng nên dùng cái chữ là coi như là làm chân tay nước, làm pedicure nữa, mà mình nêm nó là một cái gì đó. Thí dụ như một người ca sĩ khi mà họ lên sân khấu á, hình như họ cũng ít lấy tên thật của họ lắm. Thí dụ như họ lấy tên nghe sao mà tên giống như là ca sĩ, phải không? Không biết ở đây có ai là ca sĩ không? Phải lấy tên giống cho người ta nhìn nghe cái tên cái là biết là người đó là ca sĩ liền. Thì bây giờ cái này cũng vậy nữa, là mình không dùng chữ pedicure, pedicure là cái chân, thì bây giờ mình dùng chữ là coi như là foot spa. Khi khách hàng nó vào nó hỏi ủa ở đây tiệm mày có foot spa nhưng mà tiệm bên kia nó đâu có đâu, Đúng thì rồi. vì mình mới lấy những cái sản phẩm này ra, mình nói là cái này đã làm foot spa Đúng, mình phải rồi. đem Cái cái tay mới. nữa, thí dụ như cái làm cái tay đi, thì
Thông thường á, người Việt mình cứ nói rằng là Medicare thì bây giờ mình chế ra làm coi như là hand spa treatment. Hand spa treatment. Hoặc là một cái tên gì đó nó lạ. Thì ý của anh Mỹ đó là ảnh muốn là cái tiệm của ảnh nó khác biệt với tiệm của bên Hồng Sâm. Ví dụ hai tiệm mà gần nhau quá thì cạnh tranh về giá cả với nhau. Thì ảnh nêm những cái gì mà khác biệt với tiệm của bên Hồng Sâm. Đúng rồi. Là khi mà khách nó qua tiệm ảnh rồi đó Thì nó sẽ ở lại. Nó sẽ thích cái đó mà nó qua tiệm chị, nó hỏi là chị nói chị không có, là đúng bắt rồi. Khách nó phải trở lại tiệm của anh Mỹ. Đúng rồi. Đó là một cái idea. Có nghĩa là mình cần có một cái sự thay đổi, nhưng mà chỉ thay đổi về sản phẩm thôi. Đúng rồi. Mình nhớ một điều là chỉ thay đổi sản phẩm chứ đừng có thay đổi người trong đời sống nha. Ồ vậy đó hả? Đó chưa giờ nghe. Tại vì không bao giờ nghe. Bây giờ có nghe cái show là coi như Đẹp in the Beauty. Mà sau cái show Đẹp in the Beauty rồi á, là người mà phụ nữ nào lên cái show này cũng trở thành coi như là người đẹp hết. The beauty hết. Nên đàn ông chúng tôi cũng hơi lo. Khi mà đẹp rồi á, là cái nghe tôi nói là yes we change. Rồi lúc đó là change rồi là chết chúng tôi. Anh Mỹ quá vui tính luôn. Quý vị đang theo dõi chương trình Đẹp The Beauty Show. Trong những chương trình này, diễn viên chúng tôi, những cái chúng tôi chia sẻ thì đó là những cái ý nghĩ của chúng tôi, và chúng tôi sẽ đem những cái gì tốt nhất cho tới quý vị, chứ không riêng biệt là đó là một cái cách làm của mọi người phải làm. Nhưng tuy nhiên, những cái mà Hồng Sâm nói hoặc là ban giám đốc của T4 nói đây đều được hầu như nhiều người hưởng ứng và đã rất là thành công trong thị trường ngành nails của chúng ta. Kính thưa quý vị, là nãy giờ quý vị đã theo dõi những cái chia sẻ của ban giám đốc bên T4, đã cho quý vị thấy những cái mới là trong ngành đẹp của chúng ta, chẳng hạn như là cái pedicure spa, rồi có những cái liner, rồi những cái oppo products để mà làm mask, làm chân đủ các loại. Thì tuy nhiên trong ngành đẹp nói chung thì chúng ta nên cần biết một điều rất là quan trọng là lúc nào cũng phải cần đổi mới, lúc nào cũng phải theo kịp những cái tân tiến của cuộc sống hàng ngày thì chúng ta mới có thể làm được tiền nhiều và làm thành công được. Lần tới xin quý vị chờ đón xem cái chương trình Làm sao để nhìn sexier, look sexier. Và đó là một điều quan trọng trong cuộc sống chúng ta. Từ vì sao? Từ vì nếu mình nhìn sexier, mình nhìn đẹp, mình tự tin hơn, và trong cái tự tin đó mình sẽ làm thành một con người thành công bất cứ lĩnh vực nào. Cho dù mình một người phụ nữ chỉ có nội trợ ở nhà đi nữa, cái tự tin của mình cũng có thể tạo một cái hạnh phúc trong gia đình chúng ta. Và bây giờ xin Hồng Sâm xin tạm ngưng chương trình ở đây, và xin quý vị chờ đón xem chương trình của Hồng Sâm trong tuần tới. Nếu quý vị có câu hỏi gì thì xin quý vị có thể email về sam@vhn là Việt hải ngoại, beauty là đẹp .com sam@vhnbeauty.com, hoặc quý vị có thể gọi số 1-877-515-0777, 1-877-515-0777. Hồng Sâm xin tạm dừng chương trình ở đây và xin kính chào quý vị.